chào các bạn. Đặc biệt những bạn làm môi giới thì ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách quy trình để làm sao mua một bất động sản an toàn và có được cái giá hợp lý. Thì đối với người mua thì cái điều nỗi lo lớn nhất của người mua đó là tính an toàn về pháp lý, tính rủi ro trong việc mua bất động sản, và cái thứ hai nữa là họ sợ mua đất. Rủi ro trong việc mua bất động sản là gì? Là ở đây họ sẽ rủi ro về việc là ví dụ khi mua xong thì sẽ không sang tên được, hoặc khi mua xong thì nhà có tranh chấp và không xây sửa được hoặc không về ở được. Đặc biệt những cái nhà ví dụ nhà thừa kế chẳng hạn, khi sang tên họ gặp những cái lỗi kỹ thuật nào đó chúng ta không thể sang tên được, thì đấy là rủi ro, gọi là rủi ro pháp lý, rủi ro về bên trong và về trong ngôi nhà nó có những cái yếu tố về phong thủy, ví dụ như là có những người tự tử chết chẳng hạn, tai nạn chết chẳng hạn. Đấy là những điều mà có rất nhiều khách hàng họ sợ khi mua phải cái bất động sản như vậy. Thế thì cái quy trình làm thế nào để mua được cái bất động sản yên tâm và an toàn về pháp lý thì có 4 bước, và cái 4 bước này đối với những người làm môi giới các bạn cũng phải biết để hướng dẫn khách hàng, để khách hàng có thể mua được bất động sản đúng theo nhu cầu của họ. Và đặc biệt hơn là kỹ năng và những kiến thức này, những cái quy trình này, nếu như các bạn trang bị được điều đó, các bạn có thể chia sẻ và hướng dẫn cho khách hàng. Bằng kỹ năng này, khách hàng cũng sẽ có sự tin tưởng và yêu mến bạn hơn. Ví dụ họ có 3 tỷ hay 5 tỷ họ mua ngôi nhà, họ tin tưởng rằng à, em chàng môi giới này có đủ kinh nghiệm, đủ kỹ năng, đủ kiến thức để là người đi tìm nhà cho mình. Và những người môi giới các bạn cũng phải rất thành thạo những cái quy trình để tìm mua nhà. Thế thì có 4 bước khi mua bất động sản. Bước số 1 là bước chúng ta phải đi gọi là điều tra. Điều tra đây là gì? Là xem hàng xóm xem ở đây có tranh chấp có kiện tụng gì không, hoặc trên phường xem ở đây cái nhà này có đơn kiện gì về tranh chấp đất đai ở đây không, và lịch sử ngôi nhà này có những cái rủi ro, những tai nạn gì nghiêm trọng hay không. Đấy là những cái lý lịch, những cái điều tra mà chúng ta phải kiểm tra xem những cái rủi ro sau này sẽ tránh phải, rồi kiểm tra xem là khu vực này quy hoạch ra làm sao, nguy cơ là gì. Nếu chúng ta không kiểm tra điều đó thì chúng ta mua về tưởng là rẻ, đúng không, tưởng là có sổ đỏ, nhưng mà chỉ sau 1-2 năm thì nhà nước thu hồi và đền bù cái giá rẻ chúng ta mua rất là nhiều. Điều tra xong rồi thì cái việc thứ hai mà người mua cần phải quan tâm là gì? Định giá. Thì khi chúng ta điều tra ra, chúng ta nhìn thấy những cái điểm mạnh, điểm yếu của bất động sản này rồi, chúng ta so sánh với những bất động sản xung quanh, thì lúc đấy chúng ta mới xác định được là chúng ta nên mua cái bất động sản này với giá bao nhiêu. Chúng ta định giá và chúng ta xác định rằng là trong khi chúng ta đi đàm phán, chúng ta sẽ muốn mua giá bao nhiêu và có chiến lược đàm phán phù hợp. Sau khi điều tra xong, định giá xong thì chúng ta mới bước vào vòng đàm phán. Nhiều người mua có những sai lầm là đến ở pháp là hứng chí là giảm giá luôn, ví dụ chủ nhà giao 3 tỷ đến giảm ngay, và nếu mà được thì 2 tỷ 8 em mua luôn. Nhưng có khi là khi điều tra xong rồi các bạn thấy rằng là cái nhà này có khi chỉ đáng giá 2 tỷ 1, 2 tỷ 2 thôi, 2 tỷ 8 là quá đắt chẳng hạn. Thế thì chúng ta có muốn thay đổi cái giá đàm phán cũng rất là khó, không gần như không thể là thay đổi được. Nếu chúng ta điều tra trước, chúng ta nắm được những cái điểm yếu của chủ nhà, những cái điểm bất lợi để chúng ta quyết định là có mua hay không, để quyết định là cái giá bất động sản này giá bao nhiêu, thì chúng ta đưa cái chiến lược đàm phán và kế hoạch đàm phán chúng ta mới có cái cơ hội để mua được cái bất động sản theo cái giá mà chúng ta mong muốn. Bước một tôi nhắc lại, bước một là chúng ta cần phải điều tra ở đây là xem có tranh chấp gì không, có những cái rủi ro về phong thủy trong cái ngôi nhà đó không hay trong bất động sản đó không. Điều tra thứ hai là họ xem tình hình quy hoạch như làm sao và tiềm năng sắp tới ở khu vực này có những cái cơ hội gì để tăng giá hay không. Đấy là những điều tra. Và điều tra tiếp theo là kiểm tra xem là thông tin sổ đỏ có những cái vướng mắc gì trong cái việc là sang tên hay không, ví dụ chưa nộp thuế chẳng hạn, ví dụ như là đang nợ tiền sử dụng đất, hoặc là cái sổ đỏ đó đang chưa làm thừa kế, ví dụ như vậy. Có rất nhiều yếu tố cho cần điều tra. Khi điều tra xong rồi chúng ta sẽ so sánh về thị trường xem là cái giá đấy là bao nhiêu và quyết định là mình có thể mua được bao nhiêu với cái bất động sản như vậy. Sau khi điều tra định giá xong thì chúng ta mới bước vào cái phần đàm phán và làm thế nào để đàm phán được một cái bất động sản như cái giá mình mong muốn. Và ở đây chúng ta mong muốn, nhưng đôi khi chủ nhà không bán, đúng không? Ở đây chúng ta sẽ đàm phán để mua được cái giá mà tốt nhất chủ nhà có thể chấp nhận bán. Đấy, thì làm thế nào để đàm phán như vậy thì tôi sẽ có cái video sau hướng dẫn quy trình dành cho người mua để bước vào đàm phán mua bất động sản để có cái giá tốt nhất, có lợi nhất cho người mua. Sau khi chúng ta đàm phán xong thì cái bước đàm phán thì chúng ta có kế hoạch rồi, thì chúng ta phải có một cái bước chuẩn bị tiếp theo là bước chuẩn bị về tiền. Nếu như chúng ta đủ tiền thì chúng ta giải ngân thì không sao, nhưng nếu như mà chúng ta không đủ tiền thì kế hoạch vay ngân hàng như thế nào, kế hoạch giải ngân ra làm sao, ví dụ đàm phán với chủ nhà là mình sẽ vay ngân hàng, chúng ta sẽ có kế hoạch giải ngân như thế nào, hoặc chúng ta vay người thân người quen, kế hoạch giảm nợ như thế nào. Đấy là người mua ở, người mua đầu tư thì phải tính toán rất là nhiều trong cái từng bước. Ví dụ khi chúng ta mua, người chúng ta mua đầu tư, nếu các bạn đủ tiền thì không sao, nhưng chúng ta thiếu tiền chúng ta phải chuẩn bị kế hoạch là mua hết bao nhiêu tiền, sửa chữa hết bao nhiêu tiền, rồi thì cái chi phí thuế thì sang tên hết bao nhiêu tiền, phí môi giới hết bao nhiêu tiền, rồi khi mua xong sửa chữa hết bao nhiêu, đầu tư bao nhiêu tiền, và lúc bán ra thì chi phí quảng cáo là bao nhiêu tiền, chi phí dành cho môi giới, chi phí thuế là bao nhiêu tiền. Các bạn phải ghi tất cả những chi phí đó vào rồi các bạn mới có lên chiến lược là như vậy là mua cái nhà này, chi phí như vậy thì liệu mình lãi được bao nhiêu và cái cơ hội có xứng đáng để mình bỏ ra để mình đầu tư vào cái bất động sản hay không, đúng không? Thì có 4 bước dành cho người mua. Và đối với những người làm môi giới, nếu các bạn hiểu được những quy trình này để có thể thông cảm và cùng tư duy, cùng tư tưởng, cùng suy nghĩ với người mua, thì bạn sẽ có cơ hội để làm thân với những người mua của họ. Người mua họ cũng sẽ tin tưởng bạn hơn, họ mong muốn là gì, tin cậy để nhờ bạn tìm bất động sản cho họ hơn. Họ lúc đó khi bạn hiểu được quy trình như vậy, có kiến thức về mua nhà như vậy, họ mong muốn là hợp tác với bạn và nhờ bạn tìm bất động sản cho họ. Thì vừa rồi là tôi chia sẻ cái quy trình 4 bước bắt buộc phải làm từng tuần tự từng bước một khi mua bất động sản, và hy vọng rằng từ kiến thức tôi chia sẻ các bạn sẽ rút ra những cái bài học cho mình để chúng ta
mua được bất động sản an toàn hơn và giá hợp lý hơn. Đặc biệt những bạn làm môi giới thì các bạn cũng sẽ có thêm kiến thức kỹ năng để sau này nếu như chính các bạn cũng làm được mua nhà, các bạn có những kiến thức đó hoặc là bạn hướng dẫn khách hàng của mình. Và hy vọng rằng những điều tôi chia sẻ sẽ giúp ích cho bạn trong công việc phát triển sự nghiệp kinh doanh bất động sản. Hẹn gặp lại các bạn vào video sau. Các bạn nhớ nhé, ấn nút theo dõi và bật chuông thông báo để mỗi khi tôi ra video mới thì bạn sẽ là người đầu tiên được xem trước những người khác. Xin chân thành cảm ơn.